Chúng ta có một cơ hội theo phe Cộng hòa đúng không? Ông muốn nói, ông cứ nói đi. Cũng giống như tôi nói tới cái hệ thống cải cách tư pháp hình sự ấy. Chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi, chúng ta chuyển sang về biến đổi khí hậu. Các vị đều có quan điểm rất khác về biến đổi khí hậu. Ông Trump, ông nói rằng là những cái quy định về biến đổi khí hậu thì ảnh hưởng đến con việc làm, con việc kinh doanh. Ông Phó Tổng thống thì nói rằng là giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trong cơ hội để tạo ra con việc làm mới. Thế thì mỗi người chia sẻ sẽ là thế nào mà có thể đối phó được với lại biến đổi khí hậu mà vẫn duy trì được con việc làm? Mỗi người có 2 phút. Chúng ta có hàng ngàn tỷ những chương trình khác nhau. Thì tôi cũng rất là yêu môi trường, rất là sạch, nước phải sạch như pha lê. Rồi chúng ta đang có con số về phát thải CO2 thấp nhất, thì đấy là những cái Obama đã có. Và tôi cũng chưa từng thấy Joe nói đến cái câu chuyện này, nhưng mà tôi đã có được con số phát thải CO2 tốt nhất trong suốt 35 năm qua dưới thời của tôi, và chúng tôi đã làm rất là ổn với lại khối doanh nghiệp. Thử nhìn Trung Quốc mà xem, Trung Quốc hay là Nga hay Ấn Độ trông rất là tệ và không khí rất là bẩn. Và lý do vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng tôi đã chi hàng ngàn tỷ đô la, mà cách chi thế rất là không công bằng đúng không? Và cách họ làm ấy, thì họ lại muốn là không cho họ làm kinh doanh. Tôi thì không hy sinh đâu, tôi sẽ không hy sinh hàng triệu con việc làm, rồi hàng ngàn doanh nghiệp chỉ vì là cái hệ thống điện lực chẳng hạn. Trung Quốc từ năm 2030 thì họ mới có được kế hoạch về CO2. Nga cũng vậy, chúng ta đã có kế hoạch ngay từ đầu, ngay lập tức. Chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng tới hệ thống doanh nghiệp. Và chúng ta đã làm một việc rất là tuyệt vời đối với môi trường, không khí, nước rất là sạch, tiêu chuẩn phát thải rất là tuyệt, chưa từng có trong nhiều năm. Và cũng chưa làm ảnh hưởng tới cái ngành công nghệ của chúng ta. Biến đổi khí hậu, nhiệt độ ấm lên, thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Chúng ta phải có thêm những bổn phận nữa. Tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều nói rằng chúng ta không còn nhiều thời gian, sẽ đến thời điểm mà không thể quay ngược lại nữa trong vòng 10 năm tới. Và trong suốt 4 năm vừa qua, thì ông ta đã đưa ra một loạt các điều luật, đạo luật để làm sạch và hạn chế CO2, và rất ít trường hợp chúng ta gặp phải vấn đề đây. Đây là một cơ hội khi mà có rất nhiều tổ chức cũng như nghiệp đoàn, họ rất là lo ngại về thất nghiệp và họ cũng ủng hộ kế hoạch của tôi, bởi vì nó sẽ tạo ra hàng triệu những việc làm mới. Và chúng ta sẽ đầu tư vào 50.000 những cái trạm sạc điện ở đường cao tốc để chúng ta có thể thúc đẩy cái thị trường xe chạy điện. Và Trung Quốc đang làm đấy. Và chúng ta sẽ có được một cái mạng lưới 4 triệu nhà hiện có và thêm cái số nhà mới nữa, lắp đặt cái hệ thống tiết kiệm năng lượng. Và đây là cái con số con việc làm rất là lớn sẽ được tạo ra. Ý tưởng của câu chuyện này là tạo ra được hàng triệu công việc làm và làm sạch môi trường, y tế, công việc sẽ bị ảnh hưởng nếu như có biến đổi khí hậu. Và tại điểm hiện nay thì kế hoạch của tôi thực tế sẽ tạo ra 80,6 triệu công việc, nhiều hơn so với lại việc làm, nhiều hơn so với con số công Trump, tức là tăng trưởng kinh tế nhiều hơn so với đề xuất công Trump. Đấy là chỉ về kinh tế đấy, chứ nói đến khí hậu. Thông điệp rất là rõ. Sẽ có 6.500 đô la mỗi gia đình sẽ bị mất đi cho kế hoạch của ông ta đấy. Nếu như ông ta nhìn những cái mà ông ta làm, hãy nhìn lại cái gọi là kế hoạch của ông ta, thì đó là chẳng có cái gì cả. Ông ta không biết gì về biến đổi khí hậu cả, không biết gì về khí hậu cả. Và điều này đang diễn ra qua những cái hy vọng của ông ta mà thôi.
Kế hoạch thực tế thì mất hàng ngàn tỷ đô la. Ngay cả chúng ta có một năm kinh tế phát triển tốt nhất, trong suốt 100 năm, chúng ta sẽ không có đủ tiền để tiêu như thế. Cái mà ông ta nói là xây dựng, ấy, họ nói là các tòa nhà, bởi vì ý muốn nói là cửa sổ to bây giờ lại bóp nhỏ lại. Thế bây giờ thôi thì nhà đừng có cửa sổ nữa đi. Thì đây là ý tưởng điên rồ, và tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi đấy. Và đây là kế hoạch mà đưa ra bởi những người thông minh. Thực ra thì tôi thậm chí không biết làm thế nào để có kế hoạch như vậy. Họ chi tới 100 ngàn tỷ, con số có thực đấy ạ. Ông ấy bảo là chi 100 ngàn tỷ đô la, đập nhà đi, xây nhà mới, với lại cái cửa sổ cực bé, và rất nhiều điều nữa. Chúng ta đang sắp hết giờ, chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi, thế nên là để Phó Tổng thống nói đã. Tôi không hiểu là ông ấy đến từ đâu, con số này ông ấy đến từ đâu. 100 ngàn tỷ, xin lỗi. Đây là kế hoạch mà tất cả những nhóm cổ suý môi trường và cái nhóm nghiệp đoàn ủng hộ rồi. Họ biết là tương lai của chúng ta sẽ chính dựa vào cái làn không khí mà chúng ta hít vào. Và thậm chí cái ngành phát triển nhanh nhất ở Mỹ hiện nay là ngành điện mặt trời và điện gió. Ông ấy bảo rằng là điện gió và điện mặt trời thì cần phải loại bỏ. Thực ra thì chính họ sẽ tạo ra việc làm. Và 45, 50 đô la một giờ chúng ta tạo ra được cái lượng năng lượng như thế. Lần đầu tiên mà Mỹ độc lập về mặt năng lượng, chúng ta không cần các quốc gia khác, bởi vì chúng ta đã có được sự độc lập về mặt năng lượng. Tôi biết nhiều về điện gió hơn ông đấy. Nó đắt lắm, giết tất cả con chim bay qua, và nó có rất nhiều vấn đề. Và ở Trung Quốc hay ở Đức ấy, thì nếu như các bạn biết đấy, khi mà những cái khí nó phát ra để tạo ra những cái trạm điện gió thì nó khác hẳn so với lại khí ga thiên nhiên mà chúng tôi dùng để chạy điện. Tôi rất thích điện mặt trời, thế nhưng mà nó không đủ mạnh để mà chạy cả một cái nhà máy. Chúng ta cũng phải cạnh tranh với thế giới nữa chứ. Thế nên, đối với cái nguồn điện từ mặt trời, kể cả nền kinh tế chúng ta, nền kinh tế rất tuyệt vời. Thế nhưng nếu mà giết chết nền kinh tế, rồi thì mất cái ngành công nghiệp dầu mỏ. Hay là khai thác dầu đá phiến cũng như vậy. Đấy là cái vấn đề mà tôi muốn nói. Tôi phản đối khai thác dầu đá phiến. Hãy đưa cái tape, cái băng mà ông đã có rồi. Ông chạy đi cho chạy cái băng đó. Ông nói dối. Tôi phản đối bởi vì cái câu trả lời là chúng ta cần phải có các ngành năng lượng khác để chuyển đổi với nhau để có được cái tỷ lệ phát thải bằng không vào năm 2025. Khi mà chúng ta khai thác dầu đá phiến ấy, thì hóa ra lại có cái khí phát thải từ những cái khe đá. Và chúng ta cứ làm như thế bằng cách đầu tư tiền, thì đây cần phải có một cái sự chuyển đổi, một thời gian chuyển đổi. Xin lỗi, anh ta chống đối cái câu chuyện này, tôi sẽ cho ông ấy cái bằng chứng ngày mai. Khi mà ông ấy được thắng được cái phiếu bầu ở Pennsylvania thì ngay lập tức sẽ quay lưng lại với ông ta về quan điểm của Pennsylvania khác. Tôi xin được hỏi câu cuối cùng trong cái chủ đề này, và sau đó sẽ chuyển sang cái nội dung cuối cùng. Tổng thống những người da màu thì rất là muốn có những cái ngành ở vùng Texas khai thác dầu khí, rồi thì những cái ngành năng lượng ở đó khiến cho họ bị ốm. Thế thì tại sao những cái gia đình này lại cho ông thêm 4 năm nữa? Bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi cái ngành công nghiệp dầu khí ở Texas. Đấy là cái ngành mà tuyển dụng rất nhiều người, kiếm được rất nhiều tiền. Và nếu quay trở lại con số mà chúng ta nói tới, chúng ta đã chi trả cho người châu Á, châu Phi gấp 9 lần so với tỷ lệ phần trăm mà trong 3 năm, dưới cái thời 8 năm dưới thời của hai cái vị kia, tôi nói rất lịch sự đấy. Chúng tôi đã
thu được lợi ích gấp 9 lần. Tôi cũng chưa nghe thấy con số về mặt con số thống kê như bà vừa nói. Thế nhưng mà kiếm được rất nhiều tiền về mặt kinh tế. Chúng tôi đã tiết kiệm được khoản tiền đó cách đây một vài tháng khi mà có cái giá dầu giảm như vậy vì dịch bệnh. Thì chúng ta nói tới cái mối quan hệ với Ả Rập Saudi, Mexico và Nga, đưa cái mức giá lúc đó nó giảm như vậy. Và bây giờ thì giá rất là ổn. Và bây giờ cái giá Nga mọi người thấy rất là dễ chịu đúng không ạ? Câu hỏi cuối cùng cho tất cả các bạn. Thực ra thì ông ta không hiểu được cái gọi là cái ngưỡng chịu đựng đâu. Họ sống ở những cái nhà máy hóa chất, những nhà máy hóa chất, nhà máy dầu mỏ, nhà máy mà nó thải ra khói. Tôi đã đến rồi. Tất cả những cái khu vực ở lưu vực sông đó, khi mẹ tôi vào trong xe hơi đưa tôi tới trường học ấy, thì ngay lập tức là có cái mùi dầu nó bay sọc vào xe hơi. Thế nên là cái bang đấy người ta chết vì ung thư rất là nhiều. Thế thì không phải cái chuyện là chúng ta giữ bao nhiêu người làm trong công việc làm mà làm nào để họ an toàn, bởi vì ô nhiễm kinh như thế, khói kinh như vậy thì rất là khó để người ta sống an toàn được. Thế thì ông có đóng cửa cái nhà máy không? Ông dám đóng cửa không? Cần phải có một cái kế hoạch chuyển đổi, một cái giai đoạn chuyển đổi. Ý tôi là một kế hoạch chuyển đổi. Bởi vì ngành công nghiệp dầu khí rất là ô nhiễm. Thế thì cách làm là như thế này. Để tôi nói xong đã. Bởi vì nó phải được thay thế bởi năng lượng tái tạo trong một khoảng thời gian. Và tôi sẽ để cho khu vực dầu khí và chế biến dầu có được những cái trợ giá. Trong khi ông ấy lại trợ giá khí ga mà không trợ giá về điện gió và điện mặt trời, tại sao không trợ giá cho dầu khí để họ cắt giảm dần? Đây là mấy cái sai lầm của ông ấy không? Ông nói về kinh doanh. Ông còn nhớ không? Ở bang Texas hay là Pennsylvania, Oklahoma, Ohio. Vấn đề nó khác hẳn với cái ông nói. Chúng ta phải dịch chuyển tới một cái ngành năng lượng phát thải bằng không cho tới năm 2035 và 2050 là hoàn toàn chấm dứt. Thế bây giờ cứ đẩy Trung Quốc làm không? Và chúng tôi sẽ tới và nói chuyện với Trung Quốc và họ sẽ phải làm đúng cam kết của họ. Chuyển sang nội dung tiếp theo. Tổng thống, chẳng hạn ngày hôm nay ngày ông nhậm chức, nhiệm kỳ mới, ông sẽ nói gì với người dân Mỹ, đặc biệt là những người không bỏ phiếu cho ông? Mỗi người có một phút. Chúng ta phải làm xây dựng một cái quốc gia hoàn toàn thành công khi mà có dịch bệnh từ Trung Quốc, bây giờ chúng ta sẽ tái tạo lại. Và chúng ta đã có được 7,4 triệu công việc làm mới tạo ra thời gian rất là ngắn. Và trước khi mà có dịch bệnh ấy, thì tôi nhận được những cuộc gọi từ mọi người, không phải là những người bình thường đâu. Họ là những người mà muốn cùng tôi, chẳng hạn như là muốn đưa con số tạo con việc làm cho người da đen, người Tây Ban Nha, người châu Á, con số rất là lớn. Những người mà không phải là tốt nghiệp từ trường danh tiếng như MIT. Và cái mặt khác của công việc nữa, khi mà họ tới là họ muốn thể hiện sự đoàn kết. Sự thành công này sẽ mang chúng ta cùng lại. Chúng ta đến cùng nhau trên một chặng đường dẫn đến thành công. Và ông ấy thì lại muốn tăng thuế cho tất cả mọi người. Không có kỳ động gì cả, sẽ làm hỏng mọi chuyện đấy. Và nếu như bầu cử cho ông ấy, thì ngay lập tức là cái tệ cực tệ. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ thấy tất cả hệ thống y tế chúng ta đi vào trong địa ngục. Ông Biden, cùng một câu thôi, ông sẽ nói gì trong cái ngày nhậm chức với những người Mỹ mà không bỏ phiếu cho ông? Tôi là Tổng thống Mỹ. Tôi đại diện cho tất cả các bạn, dù các bạn bỏ cho tôi hay không bỏ phiếu cho tôi. Tôi muốn đảm bảo là các bạn có sự đại diện của mình và chúng ta sẽ hy vọng và chọn khoa học chứ không phải chọn những cái ảo vọng. Và chúng ta sẽ đi lên phía trước bởi vì chúng ta có cơ hội cực kỳ to lớn để cho mọi chuyện tốt hơn. Chúng ta sẽ phát triển nền kinh tế, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về phân biệt chủng tộc. Cùng lúc đó, chúng ta muốn đảm bảo rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ được điều hành và phát triển, khuyến khích dựa trên năng lượng sạch, tạo ra thêm hàng triệu công việc làm mới. Và đây là sự thật, đây là điều chúng ta sẽ làm. Và tôi muốn nói rằng, như tôi nói ngay từ đầu, những cái mà chúng ta thể hiện trên
trên lá phiếu ấy, chính là thể hiện cái sự liêm chính, sự tôn trọng, sự thật, đảm bảo rằng tất cả mọi người có cơ hội như nhau và tôi sẽ đảm bảo các bạn có được cái các bạn mong muốn mà các bạn chưa có trong 4 năm qua. Cảm ơn cả hai ông suốt một tiếng rưỡi nói chuyện rất là thú vị. Ngài Tổng thống và Ngài cựu Phó Tổng thống, xin cảm ơn Trường Đại học Vermont đã tổ chức sự kiện này. Và quan trọng nữa là cảm ơn tất cả những người đã theo dõi. Ngày 3 tháng 11, đừng quên bỏ phiếu nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc ngủ ngon. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã theo dõi đài truyền hình kỹ thuật số VTC tường thuật trọn vẹn cuộc tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và tính đến thời điểm này, thì Tổng thống Trump được cho là đã trả lời nhiều hơn so với đối thủ của mình. Mở đầu cuộc tranh luận, hai ứng viên đã tranh luận rất gay gắt về vấn đề mở cửa hay đóng cửa nền kinh tế để hạn chế tác động của dịch COVID-19. Tổng thống Trump đã tập trung ca ngợi các thành tích chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh tiến bộ trong quá trình phát triển vaccine và máy thở. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã lần đầu công nhận vaccine COVID-19 không thể có sớm. Trong khi đó, ứng viên Biden khi được hỏi về việc ông sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khủng hoảng như thế nào, đã không tập trung trả lời câu hỏi mà tiếp tục chỉ trích chính quyền Trump không có kế hoạch rõ ràng trong chiến dịch chống COVID-19. Ông Biden cũng nhấn mạnh việc minh bạch thông tin để tạo lòng tin cho người dân, khiến họ tin tưởng sử dụng vaccine vào thời điểm thích hợp. Thông điệp của ông Joe Biden trong nhiều tháng qua là nhất quán, tập trung vào đại dịch COVID-19 và nền kinh tế khi ông cố gắng biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về việc xử lý khủng hoảng của Tổng thống Trump. Đúng như dự đoán, một trong những thách thức đối với Biden tối nay là không bị sa lầy vào những định hướng mà Tổng thống Trump có thể cố gắng thực hiện trong cuộc tranh luận này, bao gồm cả những cuộc tấn công cá nhân vào gia đình ông. Trong khi Tổng thống Trump chỉ trích gia đình ông Biden đã được lợi từ mối quan hệ với Nga và Ukraine, thì ông Biden lại tập trung tấn công ông Trump về vấn đề đóng thuế. Đối với Tổng thống Trump, nhiều người cho rằng ông đã sai lầm lớn khi hủy bỏ cuộc tranh luận vào tuần trước, khiến ông chỉ còn một cơ hội là hôm nay để tạo đột phá. Do đó, ông Trump cần một thời điểm lãnh đạo tại cuộc tranh luận vì ông Biden hiện được coi là người đi đầu trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Trọng tâm quan trọng của ông Trump trong cuộc tranh luận lần này là củng cố sự ủng hộ của nhóm cử tri nam, nhóm phụ nữ ở nông thôn và cử tri lớn tuổi. Theo số liệu thống kê, đã có 47,7 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm ở các bang. Trong cuộc tranh luận, ứng viên Biden cũng đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump chưa đủ mạnh tay đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và đã phá bỏ rất nhiều thỏa thuận với các đồng minh. Mặc dù chính sách đối ngoại thường không phải là lĩnh vực cử tri Mỹ quan tâm trong cuộc bầu cử Mỹ, nhưng đây lại được coi là một trong những điểm cộng của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giành được lá phiếu của cử tri.